Bạn nhím nghe rõ trả lời. Alo alo, bạn nhím nghe rõ trả lời. Alo alo, có ấy là ở đây lại không có sóng nhỉ? Bắt máy mà không gọi được cho bạn nhím. Để hẹn bạn nhé, đi ra bể bơi. Alo alo, alo alo. Con khỉ này của tớ, nó nhào lộn hơi bị giỏi đấy. Xong rồi nó còn biết hái hoa quả nữa cơ. Ở đây có những cái quả mà nó ở trên cao lắm, mình không thể với tới được đâu. Đây là như quả này này, đấy. Mình chỉ cần được cho con khỉ này nó lên này, nó ôm vào cái quả cơ. Đấy, xong rồi nó sẽ vặt xuống. Thấy hay chưa? Khỉ leo trèo hơi bị giỏi luôn đấy. Đấy, nhào lộn hơi bị ép. Bye bye. Hóa ra bạn nhím ở đây à. Bảo sao mà cái bộ đàm này của tớ gọi mãi không được. Hóa ra là chui vào bụi cây cho nên là bị mất sóng. Ủa, bạn Trang đi à? Ui dồi ôi. Chảy mãi hết cả mấy cái quả ở gần này rồi. Cậu đang làm cái trò gì thế? Tớ đang cùng con khỉ của tớ vặt quả đây này, hơi bị hay luôn. Nó vặt cho tớ bao nhiêu cái quả chim cá này đây. Ui dồi ôi, trời nắng như thế này, tớ đã hẹn cậu từ hôm qua là chúng mình sẽ đi bể bơi công viên nước cơ mà. Mà mãi cậu chả qua nhà tớ gì cả. Làm tớ gọi cậu mãi cũng không được. Cậu xem cho tớ thế nào, cái bộ đàm này của tớ mới mua hay sao mà nó bị hỏng rồi, gọi cho cậu có được đâu. Đâu rồi, tớ xem nào. Cậu đã bật lên chưa? Đây đâu? Đây này, nó có hai cái nút này, cậu phải bật hết cỡ vào. Xong ấn cái này. Đấy, cái thứ gì này? Cậu ơi, hình như có ai đang kêu cứu này. Nghe cái giọng này quen quen cậu ơi. Nàng công chúa Cam Cam đang bị gặp nạn cậu ơi. Đúng rồi, nghe như kiểu hình như là giọng của công chúa Cam Cam cậu ơi. Cái gì cơ? Alo, alo. Quái vật á, tòa tháp á. Hình như là công chúa Cam Cam, nó lại bị một con quái vật bắt lên trên cái tòa tháp cậu ơi. Ui, thế thì thôi cậu ơi, không đi bể bơi lên công viên nước nữa. Bây giờ bọn mình phải đi giải cứu công chúa Cam Cam đi. Cậu ở đây nha, đợi tớ về nhà, tớ lấy đồ, tớ có mấy khẩu súng lợi hại lắm. Mình cứ men theo cái đường rừng này là đến chỗ cái tòa tháp đây đấy cậu ơi. Con đường này nó mạng nhện vậy nhỉ? Bao nhiêu mạng nhện nó kết nối này, liệu khi nào ở đây có nhện khổng lồ không? Nhanh lên đi cậu ơi, không ở trong rừng này nhiều con nguy hiểm lắm. Một con nhện thì nó nhảy vào người tớ. Chạy nhanh lên Trang ơi. Ở đây có một con nhện nó trăng ở giữa đường này Trang ơi. Này, cậu nhìn thấy chưa? Ui, một con nhện nhưng mà không thể nhìn rõ được nó cậu ạ. Ui nhím ơi, ở đằng sau này còn có một con nhện khổng lồ nữa. Nó đang đi qua đường này. Con này nó còn to gấp 4, gấp 5 lần, gấp chục lần cái con nhện mà hôm nay cậu nhìn thấy. Nhện gì mà to thế Trang ơi, từ rồi lùi lại đi. Thôi, cái gì thế? Tớ vừa dăm vào cái gì mà nó kêu rắc một cái ấy. Một bộ xương. Bộ xương của con zombie đấy cậu ơi. Không được rồi, bọn mình mau chạy đi. The next day. Đây rừng rậm quá các cậu ơi. Con đường mòn này chắc chắn là con đường mòn này dẫn đến hang ổ của lũ quái vật đấy. À ha. Ở đây đúng là rậm rạp các con. Con nhận ra có một con quái vật ở đây. Quái vật gì? Một con bọ. Đây không phải là con bọ đâu, đây là con ve sầu. Nhưng mà trên người con ve sầu còn có một con sâu hay một con gì đấy đang bò này. Đúng rồi, đấy là một con sâu. Một chiếc xe tăng. Chiếc xe tăng này sẽ phát hiện ra nàng công chúa Bạch Tuyết Cam Cam đang ở vị trí nào.
chiếc xe nó đi rồi kìa, đuổi theo thôi cậu ơi. Ôi dồi ôi cậu ơi, thì ra là mấy cái tên quái vật này chúng đã bắt cóc công chúa để mang lên cái đỉnh ngọn hải đăng này để công chúa không thể chạy được. Sau đó cậu nhìn kìa, xung quanh ngọn hải đăng bao nhiêu các cái con như kiểu là con rồng ý, chúng đang bay quanh đấy để canh giữ cậu ơi. Làm thế nào để đi lên trên đấy bây giờ cậu ơi? Nếu như mà chúng mình cứ xông lên trên đấy, những con rồng ý sẽ phun lửa vào chúng mình mất. Bây giờ tớ leo trèo giỏi, tớ sẽ trèo lên để cứu công chúa. Còn cậu ở dưới, cậu sẽ nhằm nhằm những cái con rồng đấy, cậu bắn chúng để đuổi chúng đi cậu ơi. Sau khi cậu trèo lên tới nơi rồi, thế thì để tớ sẽ gọi trực thăng đến đón nhá. Ôi dồi ôi, cái cột này cao và trơn thật đấy. Tớ đang trèo lên rồi, cậu ở dưới bắn hiểm trợ tớ nha. Được rồi, để tớ hiểm trợ cho cậu nhá, cứ yên tâm đi. Nhím tới được chỗ của công chúa rồi. Bây giờ để tớ sẽ gọi trực thăng đến nhá. Chúa cam cam rồi cậu ơi. Liệu mình đã thoát được truy đuổi của mấy con quái vật đấy chưa? Cam ơi, em làm sao thế? Hả? Nhưng mà Nhím ơi, trên người cậu với cả công chúa cam cam bị dính cái con gì? Nó bám đầy ở trên người kìa. Ở trên đầu của công chúa cam cam này, bên dưới váy nữa. Ui, trên người tớ cũng có này. Chứ con này đi ra đi ra. Ui, 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 ui. Cậu xem ở sau lưng tớ có không cậu ơi? Có một con nữa đang bám ở đây này. Ui, 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 mấy con này đi ra. Ui, 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 nó bám đầy người rồi. Nhím ơi, hình như đây là những con bọ truyền tin của những tên quái vật đấy. Các cậu đi đâu, nhà chúng đều biết hết. Đúng rồi, có nghĩa là lúc tớ với em Cam còn ở trên cái cột kia kìa, bọn chúng đã bám theo bám vào người bọn mình. Thế là bọn mình đi đâu là chúng truyền tin vào cho những cái con kia. Không được rồi, không được rồi, rất có thể bọn mình đã bị lộ thông tin rồi cậu ơi. Bây giờ mà muốn đưa công chúa Cam Cam trở về nhà an toàn thì chúng mình phải hóa trang cho công chúa Cam Cam trở thành một con người khác để những con quái vật đấy không thể nhận ra. Cam thay cái bộ quần áo này trông cũng khác công chúa rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ nhìn cái mặt này á, những tên quái vật có thể vẫn phát hiện ra đấy. Nên là phải cải trang cả mặt nữa cậu ơi. Cải trang cả mặt á? Thế nhưng mà tôi có mang bộ đồ trang điểm nào ở đây đâu. Đây này. Hả? Cậu nhìn thấy ý kiến này của tớ hay không? Bây giờ nhá, Cam đâu? Em phải đeo cái mặt nạ này vào. Đấy, có nhìn thấy gì không? Đấy, mình đeo cái mặt nạ này vào, thế là không ai sẽ nhận ra là Cam Cam nữa. Bây giờ mấy con quái vật đi qua, có khi nhìn thấy Cam cháu chào bà, bạn mệt, đi thôi. Mấy con quái vật sắp đi qua rồi. Con chào bác cháu quái vật quá. Á? Bà có mẹ con chúa đâu. Chúng đi rồi. May quá, chúng nhìn thế này, chúng không biết đây là em Cam cậu ơi. Thế là kế hoạch giả dạng của chúng mình đã thành công rồi. Đi về thôi các cậu ơi.